xong rồi hồn lên lại không? Không chị, có khả năng, có cũng có khả năng lên, nhưng mà khả năng ấy thì ví dụ về dùng thuốc thì nó sẽ không lên nữa, cho nó sạch. Dạ, với lại là rửa mặt sạch sẽ nữa. Rửa xịt cà phê được không? Nhẹ quá chị. Nhẹ. Trái nó hơi đào phía dưới này. Xịt cà phê nó không sạch mặt đâu. Để cũ em mà. Hay là ăn đào. Chắc đào. Đào mấy chỗ xa xa nó không đào. Mấy chỗ này là vùng kiểu nhạy cảm hơn á. Nhưng mà ông nằm lâu lắm rồi, giỏi vậy chị, chịu đau đây là số 1 rồi. Ông tác tư tưởng trước. Tội. Dễ thương đi. Chị định, chị không biết thôi. Muốn hung chứ không, hung cái cục mụn vô miệng nữa mày. Thầy đào nha. Mùa ông cũng lì nữa. Cái này là thứ 6. Ủa, em quay từ đầu đến cuối rồi. Tê chân chưa? Đứng thì hơi mỏi. Nhưng mà có nghĩ mà, có nghĩ được xí đó. Ông nay nặng rồi, cho gì cho rồi. Ai chờ? Làm chi đó? Pha. Pha ở đây, pha ở nhà. Pha đây cho ăn thơm đi. Ở nhà mới có đồ đúng không? Em đang pin lên nấu chứ, nhưng mà sợ nguyên chất thì uống không được á. Vì uống vô tan giật giật nữa mày thôi. Con đi mi mi bị mũi kháng sao mới đứng chỗ kìa. Không hút được ai, hút được mũi thôi. Tao quẹo cổ rồi. Cô mà xuống đây là ông ô không đau. Mặn lì gì sợ.
không một giọt nước mắt luôn. Chưa dòng mà mới gồng sơ sơ thôi. Chung mụn này với mụn kia là rẽ quéo liền vậy. Mấy chị ác đi. Ai mụn nhỏ trời mới không khậy cái mặt nát bét hả? Như con bà cha niềm đau nhân đôi. Trời già lắm, nói nhiều câu mà mẹ Trang với lại nó cũng hiểu lắm. Mấy cái chuyện là thôi, trời cái mỏ mẹ to. Với nó hai chị em nó qua nó lại thôi mà rá. Bà kia bà ngồi bên cạnh gần cà phê giật mình luôn. Ra Trang ra người em nhỏ mà đang mỏ em to vậy. Mà là kể chuyện khi đang hăng á vậy. Bà hay rá dạ. Thì kìa thiệt cái miệng mà trù trời ơi, cái hậu chị là ai cái miệng cũng dễ sợ luôn. Trời trời vui phải đi chơi không vui. Cái hồn bên kia vậy to kìa. Ừ. Giữa các bạn nó cho nên có cái chỗ để đồ mà vậy đó. Nếu mà nó không mang vô, ta chui vô đây cái kia. Không mang tới là cuối cùng. Làm như hầu dịch á. Làm như hầu dịch á. Lấy chị cái kìm nè. Nhưng mà ông Phương nói vui. Rồi chảy nước mắt nước mũi rồi trời ơi tậu chưa nước mắt thì cái ráng em sang gần xong rồi xong xong ráng tội quá.